rồi chống hai tay xuống hướng thẳng, nâng người lên, đẩy mông lên cao, đẩy gối lên. Thở ra đi bộ hai tay và sát hai chân. Sau đó hạ đầu gối bên trái vào đầu và cử tay phía bên trái. Hạ đầu gối bên phải và cử tay phía bên phải. Bạn nào làm tốt thì nhấc cả hai chân lên, không làm được thì giữ nguyên như thế, nâng mông lên thở ra. Bàn tay hạ áp trên dây sàn, mở rộng các ngón tay, xét từ cái lồng da bên trong, hai cử tay chứ, hai cử tay và hai gối, nó như kiểu quả ấy, kinh nhất quả không lên được nào này lên, không được quá, không lên được nào, ok, 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 vươn cao hai chân trên đi bộ lên trên và vươn cao chân trái đi sau bước sau. Em mai chuyển trên đầu. Đây em chuyển chỗ. Thở hạ chân xuống em vai chó giúp mình. Rồi trở về em bé thả lỏng thì nó sẽ sớm. Đã làm nhiều trò lắm. Ngày xưa còn từ chuối mặn lên nhỉ? Đâu chưa học từ chuối thì... Rồi, mời bạn lợi chị ra. Cảm ơn lợi chị ra. Ra chỉ để học từ chuối. Chị có dạy đâu mà? Vâng ạ. Chị có dạy ngoài thôi. Ngồi dạy, ngồi dạy. Trong thủ rồi mới dạy, phải thủ này dạy.